Ví dụ tất cả những cái giá tiền của em đã nói trên line ấy, có những cái xe thì mười mấy triệu thì em không có bao rút hồ sơ này kia, còn những cái xe nào em đã nói giá rồi là tất cả bao gồm cả hồ sơ rồi, anh em chỉ về đóng phí trước bạ thôi. Đặc biệt bên em là có hỗ trợ trả góp qua ba ngân hàng, anh em cứ trên 18 tuổi cầm căn cước công dân đến trực tiếp cửa hàng, bên em có cả hỗ trợ không đồng anh em nhé. Biển số 64E1 55969, à số đẹp phết đấy. Ôn phiêu này sao nhiều, rất là nhiều ông chốt rồi mà chả thấy nói năng gì này. Giá thì phiêu leo mà có 19 năm à, 2019 à, lâu lâu mới có anh em. Con này bên đây mình thấy đẹp à. Đẹp không? Con này chủ khá kỹ à. Đây là chiếc Jibel 300, một chiếc xe khá là đẹp. Chiếc xe hai chìa khóa, hai kính nó còn theo xe hết này. Con này kính chìa khóa còn chưa gỡ luôn. Xe có mười mấy ngàn km thôi. Chiếc xe khá mới. Rồi. Tiếp tục con này thì MX này anh em. Một mẫu Moto Mini cực kỳ thích. Xám đen. Xám đây, xám bạc đây. Xe mà giá bán cực kỳ ưu đãi cho anh em, giá chỉ có 35 triệu không bao. 35 triệu bao sơ. Anh em ưa chuộng trong dòng mô tô đây. Mới về, xe này mới về anh em nhé. Mới tinh luôn, vừa về nóng hổi luôn. Vừa thổi vừa quay. Đấy. Ý là vừa thổi vừa quay là bô ấy, bô nó nóng. Quá đẹp. Chụp chụp, sụt đèn. Nhìn rất là phong cách. Xe lên chống độ. Đèn trợ sáng này, đèn sáng không? Đây chứ. Sáng trưng nhỉ. Đấy, nhanh nhanh. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi, 6.000 km này. Quay đồng hồ cho anh em coi luôn. 6.000 km, xe khá là mới. Con xe này 63 triệu bao hồ sơ. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Cho Rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới về bên cửa hàng Anh Hùng. Mưa quá thì mình tranh thủ mình quay cho anh em nha. Hôm nay mưa quá. Cái dòng mô tô này, hoặc là xe số này, xe Tega trong clip này có đủ á, mọi người chịu khó mình tham khảo nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Anh Hùng, cho tôi giới thiệu với Anh Hùng. Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của Xe Máy Giá Rẻ cũng như bên Xe Máy Hùng Hồng. Thì ngày hôm nay bên Hùng thì cũng có like rồi, cũng có quay video cho anh em coi những dòng xe mới về, đặc biệt những chiếc xe toàn những chiếc xe rất là đẹp, toàn những chiếc xe đẹp thôi. Và anh em này nhớ phải coi hết video ở cuối nhá. Xe dòng nào cũng có, nhưng ngày hôm nay mới về được một con XSR, chiếc xe khá đẹp luôn anh em ạ. Siêu phẩm XSR này anh em. XSR, ý sửa đèn này, ý xì nhan đẹp chưa? Đằng sau nó cũng đẹp lắm nha, nhìn thấy đẹp lắm, đằng sau nữa rất là đẹp. Này đúng đẳng cấp đấy, đi này ngon đấy. Đèn trợ sáng này kia rồi chống đổ rồi kia, chống chảy phụt rồi. Đó, những đèn Audi rất đẹp nhá. Xe mới chạy được 6.000 km rồi anh em ạ. Nhưng mà chiếc xe mới 6.000 cây. Màu đen nhám giờ cũng chả còn hàng đâu mọi người. Anh em nào mua thì tranh thủ á. Xe này chiếc xe này giá chỉ có 63 triệu em bao hồ sơ thôi. 63 triệu bao hồ sơ. Đúng rồi, 63 triệu em bao hồ sơ. Còn con này nếu mà mua trả góp trả trước nhiêu anh? Con này trả trước tầm khoảng 25 triệu. 25 triệu. Đúng rồi. Này nhìn vỏ này, 6.000 cây nữa. Vỏ đang còn chỉ hết. 6.000 km một chiếc xe đen nhám khá là đẹp luôn. Vừa về. Duy nhất còn cửa hàng Hùng chỉ còn một chiếc xe này thôi. Hết rồi, không còn nữa. Chiếc xe này đang còn dán keo hết nguyên con nha anh em. Không, con này vẫn đẹp ạ. Xe này auto đẹp luôn ạ. Anh em nào mua thì tranh thủ, ở xa thì ship như thế nào anh? Thì ở xa thì anh em nó cứ ở xa, bất cứ ở tỉnh nào em đều bao ship toàn quốc. Thì ship thì ví dụ anh em cứ cọc lại thôi. Xong rồi kết bạn Zalo với số 0987 868 777, hoặc 0938 344 999. Địa chỉ của Hùng Mô Tô nằm ở 553 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 6, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Và địa chỉ và số điện thoại bạn Việt bạn có để ở dưới phần bình luận. Anh em vào coi thì cứ liên hệ vào hai số điện thoại đó.
anh em nào ở xa thì mình sẽ bao ship một, mình sẽ ship tận nơi cho anh em. Ship thì anh em nhớ anh em ship là trả cước nhé. Còn cái xe nào mà em bao hồ sơ à, em bao hồ sơ bao ship thì em có ghi vào đó là bao ship miễn phí đấy. Còn ví dụ tất cả những cái giá tiền của em đã nói trên line ấy, có những cái xe thì mười mấy triệu thì em không có bao rút hồ sơ này kia ấy. Còn những cái xe nào em đã nói giá rồi là tất cả bao gồm cả hồ sơ rồi, anh em chỉ về đóng phí trước bạ thôi. Đặc biệt bên em là có hỗ trợ trả góp qua ba ngân hàng. Ngân hàng anh em cứ trên 18 tuổi cầm căn cước công dân đến trực tiếp cửa hàng, bên em có cả hỗ trợ không đồng anh em nhé. Những xe không đồng là như nào, không đồng là dưới 30 triệu. Dưới 30 triệu là không cần trả trước luôn. Không cần trả trước. Đấy, anh em cứ nói rõ như vậy để đỡ mất lòng, cũng đỡ mất thời gian của anh em. Anh em cứ nghe bảo bây giờ tôi đi mua con SH, con mô tô như con CB300, như con xe XSR này mà không có trả trước thì không được đâu. Mất công chạy tới, đường xá xa xôi, mất công không làm được thì đâm ra cũng nghĩ ngợi với khách hàng. Đấy thì em vừa giới thiệu, em sẽ giới thiệu từng con một cho anh em. Okay. Rồi, con mới về nữa kìa. Mới về đi. Anh em mà hỏi về những cái dòng mà xe số hoặc là tay ga rồi đợi tí nha mọi người. Thì đây là chiếc xe, đây là chiếc xe Rebel 300. Lui lại đi anh. Đây là chiếc Rebel 300, một chiếc xe khá là đẹp. Chiếc xe hai chìa khóa, hai kính nó còn theo xe hết anh. Con này kính chìa khóa còn chưa gỡ luôn. Xe có mười mấy ngàn km thôi. Chiếc xe khá mới. Đó. Xe thì mang biển số 72. 12.000 km anh em nhé. Xe không một lỗi nhỏ gì hết. Như xe mới. Màu đen cũng là màu đen luôn. Chiếc xe này em đang bán ra giá chỉ có 83 triệu bao hồ sơ. 83 triệu bao hồ sơ cho anh em. Máy, okay. Xe, máy chất thật, chạy sướng. 83 triệu em bao hồ sơ nhé. Đó, Rebel 300 nha anh em. Khá mới, đẹp quá. Xe không một vết chảy. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ dắt từ xe này ra thì em giới thiệu cho anh em. SUV nữa kìa. Rồi. Đây, chiếc xe AB đời AB này là cái hôm bữa ấy ở đâu? Cái để trên này đâu rồi? Cái giá bảng giá ấy. Sao lại không có? Cặp kính không lắp vào. Giới thiệu anh em đây, chiếc xe AB đời 2021 màu đỏ đen. Giá chỉ có 31 triệu đúng rồi, 31 triệu em bao hồ sơ nhé. 31 triệu bao luôn hồ sơ. 31 triệu em bao hồ sơ. Chiếc xe khá là đẹp luôn, xe không vết chảy. Biển số 68, biển số 68 Kiên Giang. Chiếc xe có 31.000 km thôi. Alo, 31 triệu em bao hồ sơ thôi. Rồi, Honda Lick. Rồi, xe xếp đi đã, không rồi tí nữa viết sau. Tiếp theo đây Lead đời 2015 này. Xe, một chiếc xe trắng này. Khá đẹp luôn. Bao máy zin. Bên em bao tất cả xe cho anh em là máy zin hết nhá. Xe không có máy nào, xe nào làm hết. Xe này sơn lại nguyên con đẹp lắm rồi. Như trong hãng luôn. Về chỉ việc đi thôi. Xe này giá 10, để cho anh em giá chỉ có 17 triệu anh em nhá. 17 triệu. 17 triệu. Anh em có mua cần hỏi dòng xe nào cứ bình luận lên á. Rồi. Tiếp tục con bên này thì Sugar D à. Sugar D này ngộ. Sugar D này thật ra 110 nhưng mà nhìn nó đẹp chứ nhỉ. Con này mấy cái chú đi cà phê rồi gì gì được. Có tuổi có tác. Máy su thì êm lắm. Ê, nó nghe tiếng nổ đâu. Chẳng nghe tiếng nổ. Không nghe tiếng đâu. Không nghe tiếng nổ luôn bà con ạ. Sợ thật. Máy êm ru, xe đẹp lắm. Máy trắng tinh. Xe này em bán cho anh giá chỉ có 17 triệu 800 thôi. À 17 triệu 800. Con này rút hồ sơ sang tay được không anh? Được chứ. Con này bên anh cho góp không? Góp, xe này góp không cần đồng nào. Không cần đồng nào nhận xe luôn đâu. Hết xanh rồi. Không cần đồng nào vẫn góp được. Kiểm tra hết xanh còn không biết. Hết xăng rồi.
Đó, không cần đồng nào, lụm xe. Tu GD 110 nha mọi người. Xe này của cặp kính của GRS. GRS 150. Con nào đẹp thế ạ? Đẹp chứ. Xe này ví dụ xe này ở bên bên Ấn Độ với bên Châu Phi hay đi này. Đúng rồi. Đúng không? Mình xem mấy cái video hài hài cho đấy. Ngó như đấy thôi. Con này bao nhiêu triệu là ship anh? Hả? Con này trả bao nhiêu là ship? Trả bao nhiêu? Đấy là bao nhiêu là anh ship xe á? À, đưa cọc triệu thôi là ship luôn rồi. À, 1 triệu là ship luôn à? Ờ. Ui giời. Anh chú nào mà đang xem muốn mua con này về đi. Nói chung là con này đi sướng lắm. 1 triệu là ship xe. Còn nếu mà mua trả góp thì không cần đưa. Con xe này là mấy chú có tuổi đi là ngon. Đúng rồi, đi sướng lắm. Ờ, nó nhẹ lắm này. Em thấy nó nhóc em. À, xem vào đi. Xe này thằng đệ em này bê phát một máy bê thử lên nữa. Anh Ngọc Thanh cho bê hết phát lên xe cho lên. Xem xe SH hả? Đấy, bê phát một lên lực lắm. Cho xem xe SH đầu tí nha. Rồi. Vô kèo. Tiếp tục phụ chờ này. Mọi người cứ đợi nha, em quay từ từ ra nha mọi người, đúng chồng hả? Bê chờ lặng lắm nha. Bê chờ lặng lắm nha. Con này là con 2022 anh em ạ. À, con xe này biển số Đắk Nông. Anh em nào mua chiếc xe này thì có ok này. 2022 xe mới giờ mắc lắm nhá. Em thấy thì xe cũ mà thấy gì mà bọn nó bán 33 triệu thì bán kiểu gì ta? Mà tưởng không? Đồ. Xe lướt đồ thì... Lướt lướt chứ đó. Xe bán 33 triệu ai mua trời. Đây mình bán có 24 triệu 800 này. 24 triệu 800 chi phí. Thì mà bọn nó mình thấy nó đăng lên mà đăng Facebook thì mà lái nhá 33 triệu. Nếu hiểu kiểu gì nó bán kiểu gì được. Siêu thật. Ok, tiếp tục con quay A này mọi người. Mới. Từ mai không là mua quay A mới nữa. Ô bệ, hôm đấy là như này, không phải là mình nhưng, chủ. Nhưng mà tính sao chứ, quay A mới giờ ngoài kia nó mắc chứ rỉ đâu anh. Nó không giá đâu. Con xe này à, cái bố kia bố báo hại mình. Thằng em của bạn mình á. Nó kêu anh lấy em con quay A mới, bảo đi ra lấy ra. Thế mình điện cho kia bảo mày lấy cho anh con, bảo đang có khuyến mãi nha anh ạ, em để rẻ cho. Bảo mày lấy cho anh con thì về kiếm được nó đâu là. À, hôm bữa là đúng là con xe này là như này này. 18.8 đúng không? Mình mua là 18 triệu của nó. À. Nó dốc chết luôn á, mua 18 triệu về bảo bán nó 18.8. Thế nó buồn buồn thế nào ra đéo lấy xe mới đó, nó bảo anh ơi. Anh đưa em con xe Supreme em đi. À là đi về cuối cùng mình ôm. Ô thì dừ, tới giờ bây giờ vẫn bán 18.8 bao suất hóa đơn cho anh em. Đó xe mới mà mọi người, con này thì tính ra giờ ra mà ngoài kia mọi người cũng mua. Nó cũng tầm 19 à. 19 chưa tên. 19 hơn 19. Nó chắc là xe hơn 19, xe mới mà. Ừ. Đó. À, bực mình ông đấy thật. Cái số điện thoại mình ghi bên trên nha em. Rồi anh em nào có câu hỏi cứ comment ha, cứ comment nhiều vào. Rồi, tiếp tục. Con Submarine. Chiếc xe này là hoài niệm đó. Dòng hoài niệm, hoài cổ. Xe này là bây giờ mình đi uống cà phê sướng lắm anh. Cà phê thật sự luôn á, thành phố mang con này chạy hơi bị đẹp á. Ngày xưa thanh niên nữa chỉ ước có quả gym mà đi. Ao ước để có một con đúng không? Cà phê, ngày xưa. À cũng thời năm 10 năm đó là năm chắc tầm 99-2000 đấy. À. Ông già 2001 ông già mua cho con xe Long Xin như này. Ê, xuống à, về. Được, rồi, nhớ. Hoài lắm, mười mấy tuổi hoài lắm. Thì cái thằng đó Long Kinh là hơi bị dữ anh. Ờ, mấy cô giáo đi vợ hay kia cho mà ngày đó mấy cô giáo bầm non khoái lắm. Ê, khoái rồi có con xe Supreme đi ở gym. Mỗi cái lốc là Supreme ở đâu về đá hết nó đào lên. Mấy cô giáo bầm non nhìn vậy khoái lắm. Con này giá nhiêu anh? Con này 22 triệu. 22 triệu nha mọi người. Con này đi sướng lắm. Rồi. Xe bao máy zin nhá. Dọn full mới hết rồi anh em nhá. Con fuel này sao nhiều, rất là nhiều ông chốt rồi mà chả thấy nói năng gì này. Giá thì fuel leo mà có 19 năm à. 2019. Fuel chờ neo 19 triệu 500. 2019 màu xanh đá. Fuel chờ quá đẹp nhé. Luôn. Này mà không mua xe nào ra. Trời ơi. Bên Hùng Hồng công nhận à. Nhiều khi khách hàng hay là không tới chưa khách hàng chưa coi sao ấy. 19 triệu 500 lấy cái cờ đây buộc cái dây này vào này để treo vào này không này. Cái cờ ấy đây.
19.500.000. Nói chung là cũng có chày, có chày nhẹ nhẹ. Không bán được hôm nay, không bán được mai làm cái chày nhẹ nhẹ hết lại luôn, lại bán ra khác. Đấy. Xe này, kể cả mình đi mua xe, mình đi mua xe mới, mình đi thời gian nó cũng chày à. Thế cho nên là đừng có quan trọng cái chày. Trừ 95. Rồi vào 160 này anh em. 33 triệu 800 bao hồ sơ. 160 CBS màu vàng. Hôm nay không bán được em cũng lại xe này em lại cũng sang lái luôn đấy. Một khi đã máu rồi. Đó, sắp kỳ lương rồi, anh chị vàng nào có nhu cầu mình mua thì mình tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng á. Ừ. Đó. Rồi, 339 à. 33 triệu 800 bao hồ sơ. 800. Rồi. Con này hôm bữa. Con này hôm bữa làm lại cái bi lồi chưa? Ok rồi, con này hôm nay chạy ngon lắm rồi. 125. Hôm nay giảm giá này. Giảm giá 16 năm thôi. 16 năm à? Ừ. Giảm giá xuống 16 năm lấy cái viết đằng sau. Giảm còn 16 năm. Ghi đằng sau á. 17 triệu giảm giá xuống 16 năm. Anh em nào thiện chí đến thì 16 triệu cũng bán. Vào vốn. Đơn giản thế thôi. Biển số 60 luôn. Ok. Rồi. Vào 125 mẫu cũ này anh em. Con này đẹp lắm nha. Con này giấy thành phố Biên Hòa này. Con này có tách chừng 3 giây luôn. Ừ. Tách 3 giây á. Có mà. Rồi cao mà. 31 triệu bao hồ sơ. Con đẹp. Con xe đáng nhẽ bán cho hai người. Hai người đều lợ xấu. Gấp 2 lần. Gấp 2 lần. Tại vì cái mẫu này mà, mẫu này giờ anh chị bạn mình mua mẫu 2024, mình up xuống cái này, bây giờ up cái dàn áo này không là mất thêm 4 triệu nữa. Đúng rồi. Bây giờ mua up con 4 này triệu nó tắt chừng 3 giây cũng ngon à. Đúng rồi. Mà máy cái đời này chạy ngon hơn cái đời sau này nhá. Đúng máy, rồi. Máy đời sau này thấy nghe nói chạy hơi rồ. Đây thằng là thằng em rồi. Thằng em lính mình mua một con đợt đấy này, bán này. Chạy hơi dở. Thú rồi. Ây lắm. Rồi, con này giá nhiêu? Anh nói nhiêu? 31 triệu bao hồ sơ. 31 triệu bao hồ sơ. Mua trả góp thì anh em trả trước triệu thôi. Ừ. Không trả không trả trước được. Vẫn hỗ trợ được. Trả trước 1 triệu thôi. Đấy. Nói chung là cứ góp thì tùy theo cái tín dụng của mọi người á. Nhiều anh em thì có thể là không trả trước luôn á, quay đẹp. Tiền mặt đó mọi người. Siêu đẹp. Rồi. Con này mới nhìn anh em tưởng lít thái đúng không? Nhưng mà nó không phải nha mọi người. Ba ô ha, ốp mặt nạ lít thái nha. Nói hết đi. Con này ủa sao nhìn mâm lại đi mâm 150 à? Đâu, xe người ta xe 150 không hỏi đi mâm 150. Ông là chết tôi rồi. MC đứng đây không? Toàn. Tại bây giờ toàn. Bây giờ nhiều là nhiều quá. Bây giờ có nhiều anh em á thích đi mẫu mâm mâm này là mâm chữ Y á. Mâm chữ Y mấy loại kia chứ. Con này 150 à? 150. Hàng hiếm đấy không à? Hàng bữa nay xe mới. Bị số đẹp này anh em, 39929 nha. Kinh. Số VIP đấy. Số đẹp. Con này là Vao 150 nha mọi người. Đó, 150 đây, đi đây mạch nạ click thái. Đẹp chưa? Màu xám đẹp chưa? Xám phối màu đẹp quá. Xám đen. Xám đây, xám bạc đây. Xe mà giá bán cực kỳ ưu đãi cho anh em, giá chỉ có 35 triệu bao. 35 triệu bao sơ. 35 triệu bao. Quá đẹp. Giá quá rẻ cái này xe. 50 nha mọi người. Bảo đảm con này lên mất xe. Con này đẹp. Con này lên mất xe. Form này anh em nhìn cửa này mà sáng đẹp được. Ok. Lên mất xe con này luôn. Rồi. Con này thì có Winner V3 còn một con duy nhất à. Con này đúng là hãm á. Không còn xe à. Xe nào người ta cũng hỏi mà mỗi con này là không thấy. Mỗi con này là không có người hỏi à. Xe này lần trước hot. Ai hỏi. Hay là thằng em này nó rắn quá nên là nó bán cho mình, nó đổi cho mình, nó để hơi lâu. Hôm nay giảm giá xuống rồi, còn con này hôm nay mình bán cho anh em giá con này 28 năm. 29 năm giảm giá còn 28 năm. 28 năm.
Đấy. Vingroup V3 ABS nha. Đó. Rồi. Nãy giờ có mấy anh trai nào mà hỏi SH à? Thôi để mình quay từ trong ra đi, mình quay luôn mô tô SH đổi phong phí tí nha anh em. Hỏi từng con nha. Không có rồi. Đây nào. Tem nó rồi. Không hả, không xem mà không quay à? Sao đâu ấy là em đâu có quay đâu. Rồi tiếp tục con cái này thì mở đích này anh em, một mẫu moto mini cực kỳ thích, trời ơi ngồi hơi bị ấy luôn, đẳng cấp, xe đẹp rồi, xe còn 2 chìa khóa luôn. Rồi bữa mới anh trai nào mà hỏi mở đích thì bữa nay vô lộng liền á. Ý giờ nó êm. Con này là máu mới mà. Ủa con này mới về anh, xong mới cho. Vừa về một loạt ba con, một con kìa. Quá đẹp. Xe đẹp quá. Con này biển 68 nha anh em. Mười bốn ngàn thì như xe mới rồi. Đẹp quá. Màu xanh cũng đẹp. Màu xanh thì anh em, anh không biết lên video sao chứ ở đâu, ngoài đẹp lắm. Cũng màu xanh. Tạch tách rồi. Nó giống hả? 28 triệu bao hồ sơ nhá. À, 28 triệu bao hồ sơ. Xe ngay chủ ký á. Ok. Rồi. À, có thế một tổng. Chị con, có một chị Việt Thái. U1 à. Con này chị Việt Thái. U1 đúng không? Ờ. Ba bô. Giá rẻ mười mấy triệu. Nó nhìn làm giống hệt MSX nhỉ? À, nó cũng dòng chìa khóa MSX luôn, dòng mini rồi, nó cũng là dòng một nhà máy sản xuất đấy, cũng ra gì và lầy lọ đấy, 110, yeah, 14 triệu, mạnh phết đấy, không đùa đâu, mạnh phết đâu mà, được đấy, quá mạnh luôn. Lên không? Được, 14 triệu như này là được. 14 triệu. Bằng con Sirius. Chạy hay đi phượt này kia, đi làm này kia, ok. 14 triệu bạc, bằng con Sirius. Rồi, mở đích nữa này. Giặt nhanh xuống đi. Mở đích màu đỏ trắng. Con này cũng là đèn đèn vuông, đèn vuông. Led. Anh thì mua đời cao thôi, đời thấp đúng anh rồi, mua. Con này đời cao. Đời thấp cái đèn tròn nhìn nó xấu lắm. Đúng không? Đúng rồi. Dòng này nói gì? Thôi từ từ không phong kia. 27.500 bao hồ sơ. 275 nha anh em. Mấy con này là toàn bộ đời cao á. Rồi tiếp tục con màu xanh đen này. Màu xanh này cũng đẹp. Màu xanh này cũng quá ok luôn. Chị ông con này cũng đẹp nha, con này đẹp lắm mà. Con này dán keo nguyên con hết luôn này. Mấy cái form này anh biết mấy bạn nữ hay chạy lắm á. Thì mấy không mấy bạn nữ này, xong rồi mấy đúng chú rồi. Có tuổi nhá, là già mà cứ thích mini nhỏ nhỏ, sáng đi cà phê này kia là chạy đi sướng này. Ừ. Nó 125. Bạn nữ này đi học này kia nhá, sinh viên mà cá tính đi ấy. 125 đi sướng. Ừ. À, hôm bữa thì về được đúng con này thì dành nhau mua này. Lô này mới về mà mấy con đẹp không à. Rồi. Đến cửa hàng mình chú đấy, chú bảo nếu mà bạn kia bạn bỏ cọc để chú đấy, hôm nay cháu về đấy chú, mà coi video chú ủng hộ cháu đây. Con này cũng 28 triệu bao hồ sơ. 28 triệu bao hồ sơ. Rồi bên này có con Kimco 50. Mùa học sinh đến rồi, hôm nay em giảm giá con này để cho bán đi, để lâu quá. Con này thì không có côn à, hôm nay em giảm giá con xe này. Con này hôm nay em bán bữa em bán mười mấy triệu nhỉ? Bán con này coi như là lỗ luôn. 14.500 này bán còn 13.500 thôi.
13.500 giảm giá 13.500 con xe này, này. Để xếp nó đàng hoàng, nó chảy đấy. Rồi. 13 triệu con. GX này đẹp quá. Ý giời, GSX thì nói gì nữa. Rồi mọi người, con GX này màu hơi bị đẹp luôn nha. Màu đỏ này cam người... đi bánh đỏ. Màu đen cam đi bánh đỏ. Màu này người ta gọi là màu của sự sang chảnh. Con này tem sơn luôn anh. Tem sơn. Đẹp, con này đẹp. Nó là quá đẳng cấp luôn. Đó, màu này đẹp này nè. Đẹp không? Đẹp. Quay chậm chậm thôi, quay từ từ chậm chậm lại cho người ta coi. Biển số 64E1-55969. À, số đẹp phết đấy. 5969. Con này ốp qua đầu đèn nữa. Ừ, con đầu đèn nhìn hoành tráng á. Ốp mạch nạ chứ. Con này giá sao anh? Giá sao á? Đi tay tay thánh Rambo, tay côn Rambo. Con này con này đi được tay thắng này kia này. Tay thắng đồ. Ốp bình xanh nữa, nhìn hơi bự, nhìn nói chung con này phun ngầu á. Con này lấy 28 triệu bao sơ. 28 triệu bao sơ. Mua máy con này thì không cần trả trước luôn anh em. Không cần trả trước. Mà anh em nào xe là anh em mà không, anh em nào muốn mà không cần rút hồ sơ thì cứ trừ tiền 1.500.000 ra. Là còn là để biến là để ghi biến. Vào kia giá kìa. Để biến là 265 thôi. Đúng rồi. Để biển đẹp mà đi. Ok. Rồi, Honda CBR 250 này anh em. Rất là nhiều người quý vị khán giả hỏi CBR 250. Đến lúc có hàng rồi thì không ai ủng hộ cho cả. Mà nó cũng mới về mà. Mới về, hàng mới về đây. CBR 1. CBR 250 là rất ít hàng nhá. Không phải có sẵn có đâu nhá. Thằng này giống chơi kiểu nước ngoài. Phết đấy. Chơi cổ vàng. Sướng phết đâu ạ. 97 triệu em bao hồ sơ. Bao hồ sơ toàn quốc. Xe khác. Trên 7 à? 97 triệu. Quá rẻ luôn. Xe bán cạnh tranh giá luôn. Chứ xe này 97 triệu. Xe mộc, xe chưa đồ chơi gì hết. Xe zin 100% luôn. Chạy sướng lắm. Quá đẹp. Lấy cái vỉ bô về lắp vào đấy nhá. Cái vỉ bô á. Nó hơi chảy, cái vỉ bô đang đi sơn lại cái vỉ bô này. Bữa nó bảo có cái bô độ bữa. Xin nó mãi, nó bảo chưa gửi lên. Ok. Rồi. Quá đẹp, lộc lạc đẹp cực kỳ luôn. Ninja 400. Đúng anh, Ninja 400 này là đúng là phải. Nó đúng là phải vía đấy. Dành nhau mua. Đến lúc cọc xong rồi lên lại lên lấy CB, lấy CB. Bỏ to quá anh ạ. Mà đúng là nhỏ đấy, nhỏ thật. Nào đấy dưới đấy ở dưới 71 là Bến Tre. Bến Tre nhỏ quá thật. Này mạnh giống con kiểu. Đi ra 400 hàng ấy này. Xe này thì này giá rẻ hơn cả xe CB 250. 88 triệu. Tao kiểu con này đời nhiêu? Này đời 29. 88 triệu. Đó, 400 đi ra 400, 88 triệu bao hồ sơ. Xe này biển số có cả bô zin luôn nhá. Rồi. Tiếp tục tiến lên xem xét quả. Con hai này đã quay đâu mà quay. Con FZ. FZ 150i này. Ây da, mười mấy triệu mà. Con này nghĩ quá rẻ, 14 triệu là rẻ rồi. Mấy triệu bà. Hôm nay giảm 16.500.000. À con này hôm nay 16.500.000 à. Về ra vào đây ra ghi này làm gì đó. Lấy cái ấy ghi vào đây hôm nay mai lại quên này. 16.500.000. À 16.500.000. XR lúc nãy quay gì ta? Quay rồi. Quay đầu mà. Có con quay hoài. Dẫn lên trên này. GX Demon.
GBX Demon. Ây ạ, ạ. Đấy, được cái cao. À, anh em nào cao cũng lợi thế đấy. Bán ở mâm. Demon đẹp lấy. 6.800.000 bao hồ sơ toàn quốc. Anh em nào muốn mua thì không cần rút hồ sơ thì... À, con này có hồ sơ sẵn nhá. Một chiếc màu vàng cam, rất là đẹp. 26.800.000. Xếp xe kiểu kia nên là rồi. Nhéo nào nó cũng... Ok, tiếp tục. Thôi. Con này mon, để nó luôn. Không, để dắt bớt xuống một hai con nữa để cho nó rộng em. Con này đẹp nữa. Anh em nào mua con xe nào thì vào comment anh em mình sẽ quay chi tiết cho trước đó cho anh em. Đây, tiếp tục con Diamond này anh em. 28 triệu con xe này. Xe quá đẹp luôn, như xe mới. Xe này giấy hồ sơ có sẵn nhá, hồ sơ thành phố luôn nhá. Có đời 29 à. 2020 luôn đó. Rút gì? Bỏ đấy rút thôi, có gì đâu mà... Tiếp tục, rồi 15V2 này anh em. Xe khá đẹp, 20 triệu này. V2 mà 24 triệu à, xe lên đồ chơi quá trời. Quá trời đồ chơi luôn đấy. Rồi sơn thì sơn tem đấu, sơn tem ấy này, 3D. Rất là đẹp luôn. 24 triệu. Đó. Anh em mà mua chiếc này thì đúng bài luôn này. Lên chợ, lên đèn chợ sáng đồ tùm lum luôn. Được, nói chung là đẹp. Rồi, GX bán R. Bán R thì bữa nay còn không nhiều đâu mọi người. Hết rồi, còn hai con hả? Ba con. Hai. Đấy, dưới kia nè. À, màu cam đấy mới về nữa thì nói 3D. Con này thì đẹp lắm. Con này biển số 95. Nói chung GSX của bên mình con nào cũng đẹp hết á. 28 triệu bao hồ sơ. Em bao hồ sơ. Rồi, màu đỏ. Đó này cũng đẹp luôn. Đèn này tối tối. Này con trang đèn chưa bật nữa. Con này 28 luôn bao hồ sơ này. Con xe này biển số 66. Đó, quá đẹp. Xếp vào đây một tí đỡ phải xếp lại nhá. Dừng. Rồi, tiếp tục rồi 15V3 này. Con này giờ 15V3 con nào cũng giảm giá 1 triệu hết. Biển số 7. Con này 34 triệu giảm xuống còn 33 triệu này. Ghi ra sau luôn. Ghi ra sau giảm giá 13 giảm 1 triệu còn 33 triệu. Rồi 15V3 bữa nay giảm 1 triệu con. À. Rồi, tiếp tục màu đen bạc. Con này biển số 68 à. 42 triệu giảm lại còn 41 triệu. Đi bao nhiêu ngàn anh? Hả? Đi bao nhiêu ngàn? Bao xe nhiêu ngàn coi á. À, con xe này chạy ít đâu. $13,000. Đúng đồng hồ nhá. Bên mình bán bao cho anh em tua đồng hồ. Rồi, con bên này. Đây. SH GSX có hỗ trợ góp không? Có đưa trước không? Không cần đưa trước. GSX hiện tại thì máy lô này là không cần đưa trước nha anh Tinh Hình. SH mốt giá tầm bao nhiêu ạ? Mốt đợt này còn một con. Còn một con này. Con đợi tí á. Con này 36 năm rồi. Tí nữa mình quay cho. Mọi người xem thì like chia sẻ mạnh mạnh á. Có nhu cầu mua con nào thì cứ comment nha. Rồi.
Con này 38 triệu giảm giá, giá còn 37. À, giảm còn 37 luôn, biển số 60. Rồi đấy chứ. GSX bằng R ơi. GSX bằng R đấy. Rồi. Màu vàng xám. À, xe chúng mày sáng chúng mày đến chúng mày chả nâu chùi để bụi này. Lúc này đến con xe này. Ấy xong cái này cái ra lấy mang xe xuống xịt hết xe đi cho anh ấy nhá. Để bụi như này bao giờ. Xe đến sáng đến lấy cái thổi thổi cả xe nó thổi mỗi cái ấy không. 38 triệu giảm còn triệu còn 37 này. 37 triệu biển số 70 nha anh em. Rồi, màu đen. Con này 1000 cây số này Việt ơi. Con này chạy 1000 cây luôn. Đến rảnh thì lúc nào không làm thì xịt xiếc lên cho nó sạch sẽ từng con một. Bẩn quá về quần áo nhem nhuốc hết. Chạy đúng 1000 cây số à? Bao nhiêu? 1000 cây. Giá bao nhiêu? Con này giá 45 à? 45 triệu giảm giá còn 41 à 44. Giảm 44. Giá 1 triệu còn 44 bao sơ. Rồi tiếp tục màu tất cả cái xe bên em là đều có bao hết, tất cả ở đây là cái giá xe mà là bên em đã hỗ trợ hồ sơ hết rồi anh em nhá. Đã bao rút gốc hết rồi. Thế cho nên anh em mua thì không cần phải suy nghĩ về vấn đề rút gốc nữa. À, hồ sơ bên em bây giờ làm cũng gọi là khá là nhanh rồi, không còn chậm nữa. Đó. À, rất mong tất cả mọi người ủng hộ, anh em nào mua thì cứ liên hệ số máy và địa chỉ dưới phần bình luận bạn Viện bán để ở dưới nhá. Anh em nào yêu quý kênh thì nhớ đăng ký kênh cho mình cho lực rực rỡ. Bốn xe này biển 83 màu xanh xanh bạc. 44 triệu giảm giá còn 43. Okay. Mỗi xe bớt 1 triệu. Con bên này. À, con bên này nữa thì con này 38 bớt triệu còn 37. Con này biển số 95 2019. Ừ. 2019. Rồi, một cái phân khúc mà sport nữa, có nghĩa đi liền là GTX này, R15 và CBR thì có. Tại CBR này bây giờ có hai bản, là hai con này là con X. Con này là bản HRC này. Con này 46 triệu chạy 4000 cây này. À, con này 47 triệu 1000 cây, 1009 cây này. Thật ra xe này là xe chạy thử của hãng nhá anh em. Xe chạy rất là ít luôn. Đó. Còn xe này xe mới nhá. 61 triệu 500 em bao hồ sơ. Hôm nay xe này em giảm xuống còn 60 triệu thôi. Bao hồ sơ. Ok. Bớt hẳn 1 triệu rưỡi luôn bao suất hóa đơn. Rồi, quay luôn CB190F luôn. Đúng rồi. Con này 190F. Xe này chạy cực con luôn. Xe này có 32 triệu thôi. Hôm nay giảm giá xuống còn 30 triệu 500 em bao hồ sơ. À, là giảm 2 triệu. Đúng rồi. 30 triệu 500 giảm 1 triệu rưỡi. Giảm 1 triệu rưỡi. Ừ. Bao hồ sơ. Ok. Bao hồ sơ. 30 triệu 500 bao hồ sơ. À. Rồi. Con này. Duy nhất hôm nay còn một chiếc xe 150 CB150 này. Chiếc xe này 65. Anh em biết sao không? Xe này nếu em bán 65 thật ra thì quá rẻ luôn. Xe lái không mà đã bán 67 68 mà xe này mới hơn 100 triệu, trăm mấy chục triệu. Mà bây giờ có 65 triệu anh em thử nghĩ đi, quá rẻ luôn anh ạ. Hàng này ít hàng lắm mọi người. Anh không có hàng đâu, 65 triệu xe này không có hàng đâu. Rồi. Tiếp tục CB300R. 300R này xe này 90 triệu này, xe này mới chạy được có 2000 cây này. Rồi, con phía bên. Con này 89 triệu này. Con này 3000 cây này. Con này 15000 cây này. Con này gì à? 86 triệu. Con này 86 triệu. Cái này cái gì đấy? XSR xe này bán đổi bỏ ra này. Tiếp tục. Rồi em chuyển qua dòng MT15. Chiếc xe MT15 này à quên TFX. Con TFX. Quên, thằng kia đéo biết gì nó nói T15 người ta. Con này con TFX. Hàng này lâu lâu mới có anh em. Con đúng này rồi. Bên đây mình thấy đẹp á. Đẹp không? Xô. Con này chủ khá kỹ á, bảo vệ lọc máy nè. TFX nhà mình có một con duy nhất đúng không? Con này vừa về thôi. Còn con kia là MT15. Con này con TFX ông ạ. TFX con xe này đẹp lắm anh ạ, 13.000 km luôn, ngay chủ, xe dán keo nguyên con em vừa bóc ra. Con này đẹp. Dán keo chủ mới, xe đẹp lắm.
Con xe này em để cho anh em giá chỉ có 43 triệu em bao hồ sơ toàn quốc. 43 triệu. Quá rẻ luôn. Ghi vào 43 triệu đi. Rẻ quá. Xe nhưng mà nói chung là con xe nó đẹp. Xe này dán keo vừa bóc về xong đúng 13 ngàn này. Vừa bóc keo xong nên đồ một số đồ chơi cũng đẹp phết đấy nhá. Toàn xe này chủ nó đi ít đúng 13 ngàn này. Vỏ viếc đang còn tua lông gió ốc. Cốt trước cốt sau trắng xóa luôn. Okay. Bao cho anh em xe đâm đụng té ngã nhá. Quá đẹp luôn. Dòng dòng Yamaha nó có được cái thằng TFX này. Thằng MT15 với cái thằng XSR nhá. Dòng về sau này nó ra cái dòng mô tô này công nhận là nó đánh tung thị trường luôn. Rồi, tiếp tục MT15. Này thì này nói gì nữa. Con nhưng mà MT15 thì nó cao hơn cái nó cao hơn con TFX. Cao hơn XR như mắt cú ấy. Cái này nó làm của nó làm kiểu của mắt cú nhỉ? Cú mèo luôn. Yêu. Đẹp quá. Xe ăn lóc. Ý. Mà tao bây giờ tao biết. Cái này. Con xe này chạy nó được 14.000 km thôi. Quá đẹp. 52.500.000 em bao hồ sơ. À hết rồi, V4 bên mình không có. Mình chỉ có V3 thôi. Đó tụi. Quá đẹp, 52.500.000 bao hồ sơ. Okay. Rồi, chuyển qua S21. Đấy, xe rất đẹp nha. 36.500.000. Anh nào hỏi gì rồi. Đẹp chưa? Xe này đẹp lắm. 36.500.000 xe đầy đủ phụ kiện, hai kính, hai khóa đầy đủ luôn cho anh em. 36.500.000 bao hồ sơ. Đó, biển số 72. Số đầu thì không quan trọng, xe đẹp. Ốc tán trắng xóa. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục Novit 155. Con xe này xe mới, xe trúng thưởng. Ôi, nằm, bố này nằm lâu quá. Sợ bố luôn. Và chắc con này phải bán xả thôi. Này xả thôi, lỗ thôi. Con này hôm nay mà không lỗ 49.500.000, 48.500.000, bớt triệu. Bớt triệu. Lỗ, xe này lỗ. Thì mới nha, chưa đăng ký. Xe mới chưa đăng ký. Rồi, tiếp tục. À, xe này này. 125 SH125 ABS. Việt biết mua. Việt biết ông chú này ông mua con xe này ở trên thành phố bao tiền không? Cả ra tên luôn. Hơn 70 triệu. Đúng rồi, phố giá cao à. Xe dán keo nguyên con. 125 ABS. Đời 2020 đăng ký 2023. Xe này em bán cho anh em giá chỉ 68.500, lộn quên. 68.500. Đúng rồi, 68.500 em chỉ bao hồ sơ luôn. 68.500.000 bao hồ sơ. Okay. Rồi. Rồi, tiếp tục. SH150. Màu xám xếp anh ha. 68.500.000 bao hồ sơ. Tối cháy cái bóng đèn không biết đấy, xong ra đổi lại bảo hành. Bảo hành được. Mới mua chưa được năm mà bảo hành gì. Tám mươi lăm triệu bao hồ sơ. MSH. Rồi, tiếp tục màu này. Rát đô luôn đi. Màu xanh. Màu xanh, màu của hy vọng, màu của tương lai, màu của hòa bình, màu của tình yêu. Bán
Nhưng mà tình yêu nhưng mà em phải bắn lỗ. 64 triệu vào hồ sơ. Em lỗ 2 củ. À, 125 ABS. Rồi, tiếp tục màu đỏ này. Màu đỏ thì 150. Xe này 2023 đấy. À 2022. Rồi dắt con này xuống đây. Hôm nay phải giải quyết con này bằng mọi giá. Bằng mọi giá con này luôn. 2022. Thắng CBS 73 triệu bao hồ sơ toàn quốc. Ok. Rồi, tiếp tục. SH 160 này. 150. Xe trung thưởng, xe mới 160. Như là xe chưa chạy lăn bánh. Đó. Con này để cho anh em giá chỉ hôm nay bớt số còn 90. Con này để 93 triệu thôi. 93 triệu bao bao hồ sơ. Giảm giá 93 triệu, 95 đấy. Triệu bớt 2 triệu. Bán đi. Mưa rồi. Tiếp tục con này. Bán hết. Cuộc đời là những thăng trầm. Cuộc đời của kẻ bán xe lúc này lúc kia. Nó có lời, nó có lãi, nó có lỗ. 150 ABS. Con này 125 ABS. Xe cực đẹp luôn, xe chạy mấy ngàn. Bảy mươi năm triệu bao hồ sơ 2023. Này nó ghi bao nhiêu đấy? 71 triệu 500. À 71 triệu 500. Ai ghi đây? Ghi chữ đẹp thế. Má tí nữa khách người ta chửi cho. Rồi tiếp tục. SH 125 mẫu cũ không? 125 mẫu cũ. Xe cực kỳ đẹp luôn. Viết cho nó chữ cho đàng hoàng vô. 61 triệu 500 bao hồ sơ. 61 triệu 500 bao hồ sơ. Xe đẹp lắm, xe này đẹp lắm. Máy sướng, êm ru. 61 triệu 500 bao hồ sơ. Ok. Rồi, ok. À, vậy là tất cả các dòng xe em đã báo. À ngoài kia. Đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia. Thôi ngoài đây khỏi đi. Mưa, khỏi đi. Xe bán dân. Bán tiêu xài, tiêu dùng. Đấy. Hôm nay giảm giá 10 triệu này. Vision. Vision 10 triệu. 10 triệu. Con này bán cho anh em 17 triệu. 17 triệu. Quay ra đích. Con này không bán, tối nay bán luôn. Bán Đắk Lắk luôn. 9 triệu. Tín tiểu. Rồi. Con này. Con này 12 năm. Con này bán rồi. Bán không? Đấy, nó có tất cả trong bên em giờ tất cả có những tất cả cái dòng xe đó. Rất mong quý anh chị cùng toàn thể mọi người ủng hộ cho bên em. Xe mới, xe cũ này em cũng đã báo hết trên rồi. Rồi anh em làm mua. Anh em nào còn hỏi gì thì cứ comment lên nha. Còn video thì cũng dài rồi, em kết thúc đây thôi. Bye bye.